Thưa quý vị, dự kiến ngày 19 tháng 11 tới đây, quận Ninh Kiều sẽ tổ chức lễ ra mắt phường Thái Bình. Đây là địa phương đầu tiên ở thành phố Cần Thơ thực hiện việc sáp nhập theo tinh thần nghị quyết số 35 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Phường Thái Bình được sắp xếp sáp nhập từ 4 phường gồm An Phú, An Nghiệp, An Cư, Thái Bình. Về cán bộ vô dư khi sáp nhập, Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ cũng đang lập danh sách rà soát đối với những cán bộ công chức để có phương án bố trí công tác hợp lý. Sở Nội vụ đang trong cái quá trình là thực hiện cái việc lấy ý kiến rộng rãi đối với các cơ quan, đối với các cái đơn vị địa phương, rồi là lấy ý kiến đối với cái sự phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội của thành phố, để trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện cái hồ sơ trình cho Ủy ban dân để trình cho Hội đồng dân là thông qua vào là cái kỳ họp cuối năm này. Sau khi sáp nhập, phường đã kiện toàn tổ chức của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân của phường Thái Bình sau sắp xếp, giữ nguyên và ổn định tổ chức các trường học, trạm y tế trên địa bàn các phường sau sắp nhập, không ảnh hưởng tới việc học tập, khám chữa bệnh của học sinh và nhân dân. Việc điều chỉnh nếu có thực hiện sắp xếp sau khi phường mới hoạt động ổn định. Trong thời gian từ đây đến ngày 19 thì đối với cái việc giải quyết các thủ tục hành chính cho dân thì ủy ban các phường cũ vẫn tiến hành thực hiện giải quyết theo quy định và đảm bảo các cái yêu cầu của người dân kịp thời, đáp ứng các cái yêu cầu về thủ tục hành chính của dân phát sinh hàng ngày của các cái đơn vị hành chính cũ. Thì đây đến thời gian ngày 19 thì chúng tôi cũng yêu cầu chuẩn bị các điều kiện về mặt hành chính, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở và các điều kiện khác có liên quan như là khắc các loại dấu của đảng ủy ban phường và các hội tổ chức của phường để đảm bảo các điều kiện khi hoạt động chính thức thì bắt đầu giải quyết các thủ tục hành chính cho dân. Sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, đảng ủy phường bắt tay vào làm việc ngay và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới. Rà soát lại các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết năm nhiệm vụ 2024 của phường đã đề ra từ đầu năm. Sau đó thì tổng hợp lại để triển khai tổ chức thực hiện cũng như là đôn đốc các cái địa phương đơn vị thực hiện đảm bảo thực hiện thắng lợi cái nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của đảng ủy phường Thái Bình. Cái thứ ba là tập trung cho cái lãnh đạo tốt cái thực hiện cái công tác đại hội chi bộ dưới cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 và đại hội các chi bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 trên đảng bộ phường. Việc nhập 4 phường trên là các phường có vị trí địa lý liền kề, có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tín ngưỡng và đều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 theo nghị quyết số 35 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.